Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, với tư cách là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong những năm gần đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn coi trọng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trước hết, Đoàn Thanh niên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh thiếu niên theo giai đoạn và hàng năm như chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, 4 đề án, nghị quyết, kết luận về giáo dục lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi giai đoạn 2012, 2017 và 2018, 2022. Hai là đoàn thanh niên đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền giáo dục phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị, con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới. Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, tọa đàm hội thảo về cuộc đời sự nghiệp giá trị học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet, cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ánh sáng soi đường, tầm nhìn xuyên thế kỷ, thu hút hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên liên tục, xác định nội dung hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên được những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên được chú trọng hơn. Ba là đoàn thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp bộ đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt triển khai cho cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Việc quán triệt học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo như học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến nghị quyết. Trong 5 năm gần đây, đã có trên 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên được quán triệt học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của đoàn, được học tập lý luận chính trị, quán triệt quan điểm xây dựng đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Các cấp bộ đoàn đã phát huy vai trò của đoàn viên, tổ chức cơ sở đoàn xung kích thực hiện nghị quyết của Đảng, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thông qua đó, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với các giải pháp chỉ đạo sát hợp kịp thời, cụ thể và sự cố gắng nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong 10 năm 2008-2018 thực hiện nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đoàn thanh niên đã giới thiệu cho Đảng 2.184.913 đoàn viên ưu tú, trong đó có 1.207.210 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 55,25% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. 2. Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên vừa chiến lược lâu dài đối với tổ chức đoàn là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch. Khách quan, đó là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có chiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức tư tưởng của thanh niên. Sự phát triển bùng nổ của Internet và các mạng xã hội toàn cầu đang tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có nhiều thông tin khó kiểm chứng. Các thế lực thù địch phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng trọng điểm.
Chủ quan đó là nhận thức của một bộ phận cán bộ đoàn về ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chưa đầy đủ, thậm chí có một bộ phận nhỏ coi đó là công việc của Đảng, của cơ quan chức năng ở tầm vĩ mô, thiếu kiên trì trong triển khai các giải pháp. Đoàn còn bị động, thiếu kịp thời trong nắm bắt, đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thanh niên hiện nay không có nhiều cơ hội rèn luyện có môi trường thực tiễn sinh động của cách mạng như trong chiến tranh và giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một bộ phận đảng viên, trong đó có đảng viên trẻ, có biểu hiện lười tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị không vững vàng, thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu thù địch tác động lôi kéo kích động. Văn kiện Đại hội 12 của Đảng đã khẳng định kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chủ động ngăn chặn phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc sai trái thù địch. 3. Để tăng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong thời gian tới, đoàn thanh niên các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức đến các giải pháp về con người, tổ chức bộ máy, cơ chế và vận hành của lực lượng, công cụ, trong đó tập trung một số giải pháp cơ bản trọng tâm sau. Thứ nhất, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ đoàn kiên trì sáng tạo tiếp tục triển khai cụ thể hóa chỉ thị 42, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, kết luận, đề án của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2018-2022, đồng thời có kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới trong cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ đoàn duy trì nâng cao hiệu quả các hình thức thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng Internet. Sửa đổi bổ sung triển khai học tập các bài lý luận lý trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc, đoàn thanh niên các trường đại học, học viện thành lập và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm lý luận trẻ. Hai là tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả việc sử dụng Internet, mạng xã hội của tổ chức đoàn, hội các cấp và đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ đoàn ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm, xuất bản phẩm về những nội dung lý luận liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh, xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên mạng xã hội, định kỳ cung cấp thông tin định hướng, tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về sử dụng mạng xã hội, xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Các cơ sở đoàn chủ động xây dựng điều hành các trang thông tin điện tử, kênh YouTube, các trang, các group Facebook, Zalo trong thanh niên, thường xuyên khảo sát trực tuyến trên Internet, mạng xã hội, phân tích khảo sát và xây dựng báo cáo phản ứng dư luận và tác động xã hội bằng phương pháp phân tích dữ liệu lớn Big Data về các vấn đề quan trọng nổi cộm được dư luận xã hội, đặc biệt là giới trẻ quan tâm. Với quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả, các cấp bộ đoàn thường xuyên tuyên truyền các câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, những yếu tố tích cực trong cuộc sống với đoàn viên thanh niên qua mạng xã hội, tuyên truyền vận động thanh niên ứng xử văn hóa trên mạng xã hội có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Tiếp tục triển khai cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, triển khai trên diện rộng và đổi mới phương thức tổ chức các chương trình Tuổi trẻ Việt Nam Câu chuyện hòa bình, thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam. Ba là nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và đảng viên dự bị, đảng viên trẻ. Theo đó, các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022, định kỳ tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, vận động và tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào, chương trình, hoạt động thực tiễn, tạo môi trường giáo dục rèn luyện phát huy đoàn viên thanh niên, tổ chức cho cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng lãng phí, góp ý đảng viên, đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng với hình thức phù hợp, chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tính tiền phong, bản lĩnh cho đoàn viên, đảng viên dự bị, đảng viên trẻ, phòng chống suy thoái về đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và góp phần thực hiện thành công nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 của Đảng. Tiếp tục triển khai cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,
trong đó chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở, định kỳ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu các cấp. Để đoàn thanh niên và mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, bên cạnh sự chủ động tích cực của tổ chức đoàn thanh niên rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp vào cuộc của các cấp chính quyền, các đoàn thể,